Một trong những điểm nhấn của ngành du lịch thành phố trong năm 2021 là sẽ tổ chức quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City đến thị trường khách nội địa và khách quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Ước tính cả năm 2020, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 1,3 triệu lượt giảm tới 84,8% so với năm 2019. Với khách nội địa là 15 triệu lượt khách, giảm 54,2%, tổng thu chỉ đạt 84 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2019, tương đương mức giảm khoảng 56.000 tỷ đồng. Năm 2021, ngành du lịch đã xây dựng nhiều kịch bản để khôi phục và phát triển ngành du lịch với mục tiêu sẽ đón 8,6 triệu lượt khách quốc tế, 32,7 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 144.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, trước hết ngành du lịch thành phố tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.